Đây là máy mà min, hôm nay mình sẽ cho máy lên đầu một cái thạch. Và máy giữ thăng bằng. Đây, máy min này. Máy min của nhà mình ấy. Hôm nay mình sẽ thử cho máy giữ thăng bằng với một cái thạch như này nhé. Qua nhìn nó cũng khá buồn cười các bạn ạ. Mình đang làm một cái chuyên mục đó là huấn luyện cho bạn ấy để giữ thăng bằng mọi thứ ở trên đầu. Đấy sẽ là cái sạc trường và pin. Bực của nha. Thạch rơi đằng sau. Các bạn xem video thấy thú vị thì hãy cho mình xin một like, đăng ký kênh ủng hộ channel Kết Thân Mèo VN nhé.